qua, Công an huyện Cò Dầu, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Cường, sinh năm 1977, ngụ tại khu phố An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng, tạm trú tại ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Cò Dầu, về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Điều đáng nói hơn, nạn nhân trong vụ việc là con gái ruột của y, sinh năm 2005. Cường cùng vợ và con gái ruột tên là T lên Bình Dương để kiếm việc làm. Do Cường không tìm được việc nên ở nhà trọ với con gái. Theo điều tra, 4 năm trước, Cường cùng vợ và con gái ruột tên T lên Bình Dương để kiếm việc làm. Do Cường không tìm được việc nên ở nhà trọ với con gái. Trong thời gian này, Cường đã nhiều lần xâm hại cháu T. Cường đe dọa T không được kể lại chuyện này với mẹ, nếu không sẽ giết cả hai mẹ con. Năm 2017, Cường cùng gia đình chuyển đến làm công nhân ở xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Cường tiếp tục thực hiện hành vi đòi bại với con gái. Tháng 3 năm 2020, Cường và cháu T đến làm thuê cho một lò gạch ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Đối tượng tiếp tục xâm hại nạn nhân. Ngày 31 tháng 7, nghe con gái kể sự việc, vợ của Cường đã tới cơ quan công an tố cáo cả chồng đốn mạng. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Cường theo quy định của pháp luật. Theo tiến sĩ Nguyễn Kim Quý, việc bố xâm hại con gái ruột không phải là mới xảy ra trong xã hội, nhưng đang có chiều hướng tăng lên trong thời gian qua. Đó là những hành vi vi phạm pháp luật. Hơn nữa, đánh giá về mặt đạo lý xã hội thì đó là những hành vi không thể chấp nhận được. Người cha phải làm trách nhiệm bảo vệ, chăm lo cho con cái, nhưng lại có những hành vi bỉ ổi xâm phạm chính con ruột của mình. Đó là những hành vi đi ngược với các giá trị truyền thống, cần lên án mạnh mẽ.